Nam Em từng được một nam diễn viên nói yêu trên truyền hình, phản ứng của Việt Hương gây chú ý. Nam Em đang là cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả. Mới đây, đoạn clip Nam Em, Thuận Nguyễn, Việt Hương, Duy Khương, Hoàng Phi, Võ Tấn Phát cùng tham gia chương trình truyền hình được chia sẻ trở lại. Trong clip, khi đang thực hiện phần thách đố, Nam Em bất ngờ đề nghị Thuận Nguyễn nói yêu mình. Cụ thể, các nghệ sĩ sẽ chơi trò chơi đọc một từ khóa và tìm kiếm người phù hợp với từ khóa ấy nhất. Khi đọc tới từ khóa ai là người đánh đá nhất, Duy Khương và Nam Em đều bước lên. Thấy Nam Em tự nhận mình đánh đá, Việt Hương đã hỏi cô vì sao lại như thế. Bởi Việt Hương nhìn Nam Em thì thấy cô rất hiền lành, dễ chịu. Lúc này, Nam Em mới giải thích trong tình yêu cô là người đánh đá. Tiếp đến, Võ Tấn Phát, Việt Hương đề nghị Nam Em diễn lại nét đánh đá. Vậy là người đẹp 9X đề nghị. Ví dụ như anh Thuận Nguyễn nói yêu em đánh đá cho coi. Việt Hương hỏi ngay tại sao Nam Em không đề nghị Hoàng Phi hay Duy Khương nói yêu mình mà đề nghị Thuận Nguyễn. Lúc này cả Thuận Nguyễn với Nam Em đều bật cười. Khi bắt đầu thực hiện phần thách đố, Thuận Nguyễn bày tỏ là thích Nam Em. Tuy nhiên Nam Em không đồng ý, cô bắt Thuận Nguyễn phải nói đúng từ yêu. Trời ơi, người ta phải nói từ yêu chứ thích gì, nói đàng hoàng đi. Vậy là Thuận Nguyễn làm theo. Người đẹp 9X không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt thể hiện sự đánh đá. Tuy nhiên theo Việt Hương thì đây là biểu cảm dễ thương chứ không phải đánh đá. Các nghệ sĩ sau đó đều bật cười với màn tung hứng này. Nam Em sinh năm 96, cô từng đoạt giải Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài việc làm người mẫu, Nam Em còn đóng phim và ca hát. Trong những năm gần đây, Nam Em hát ở phòng trà rất nhiều. Tuy nhiên, kể từ lúc vụ lùm xùm livestream nổ ra, cô ít khi xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí có đơn vị còn hủy show của Nam Em với lý do những nghệ sĩ hát cùng chương trình không muốn cô góp mặt. Hiện Nam Em chỉ chủ yếu livestream trên mạng xã hội chứ không xuất hiện trong bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Nam Em có hành động lạ sau khi bị phạt 37,5 triệu, lại chuyện gì nữa đây? Khoảng chiều tối ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh thông tin buổi làm việc với Nam Em liên quan vụ ồn ào livestream thời gian gần đây. Trong buổi trình diện này, Nam Em và chồng sắp cưới Bùi Hữu Cường đã sớm có mặt tại sở để nghe thông báo về hình thức xử phạt. Nam Em bị phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sở Thông tin Truyền thông cũng khuyến cáo Nam Em nếu tiếp tục tái phạm và thực hiện hành vi vi phạm hành chính, mặc dù được yêu cầu chấm dứt hành vi đó, thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở Thông tin Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định. Ngay sau khi nhận hình thức xử phạt từ Sở Thông tin Truyền thông, Nam Em liền có động thái lạ trên mạng xã hội, khiến cho cư dân mạng không khỏi hoang mang, chú ý. Theo đó, Nam Em đã xóa hết các bài đăng có liên quan đến ồn ào livestream được đăng tải suốt thời gian qua. Bài viết gần nhất trên trang cá nhân của cô là vào ngày 21 tháng 2, nội dung chia sẻ lại một đoạn clip trên mạng. Ngoài ra những bài viết còn lại được Nam Em để lại chủ yếu về công việc ca hát. Trên trang TikTok gần 1 triệu người theo dõi, Nam Em, nền tảng Nam Em thường xuyên dùng livestream cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô còn tắt tính năng để người xem bình luận. Trang cá nhân của Bùi Hữu Cường, chồng Nam Em cũng tương tự. Anh xóa hết các bài đăng cũ nhưng cách đây ít giờ có đăng tải bài viết "Hãy để người khác chửi rồi họ sẽ quay lại, còn hơn thân quý để rồi lại quay lưng". Loạt động thái này của Nam Em trở thành chủ đề bàn tán một cách nhanh chóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự cảm thông, cư dân mạng lại bày tỏ sự hài lòng về cái giá mà Nam Em phải trả trong những phát ngôn bừa bãi suốt thời gian qua. Nhiều người để lại bình luận dưới các bài viết có liên quan đến Nam Em vì bạn quá xứng đáng, bài học nhé, coi như một bài học đắt giá, cái giá của việc để miệng đi hơi xa, vân vân. Thời gian qua, Nam Em gây tranh cãi vì dính vào những ồn ào liên quan đến những phát ngôn thiếu chuẩn mực trong các buổi livestream. Trong quá trình livestream, Nam Em thường xuyên đề cập đến chuyện tình cảm ồn ào của mình trong quá khứ với một nam nghệ sĩ nổi tiếng đã có vợ con. Nam Em cũng tung tin về góc khuất trong giới showbiz với những phát ngôn gây tranh cãi. Dù Nam Em không chỉ đích danh ai trong livestream, nhưng động thái này khiến mạng xã hội xôn xao. Cư dân mạng bàn tán về thông tin liên quan đến những nhân vật mà được cô đề cập. Hành động của cô khiến nhiều người ẩn danh trong livestream vô tình bị gọi tên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và công việc của họ. Ngày 28 tháng 2, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh mời Nam Em lên làm việc nhưng cô vắng mặt vì lý do sức khỏe. Chồng Nam Em cho biết trên trang cá nhân rằng cô bị ngất xỉu khi đang trên đường di chuyển đến sở trình diện. Nam Em gánh chịu hậu quả vì hai vi phạm nghiêm trọng, có một lỗi khó chấp nhận được. Sau loạt ồn ào livestream của Nam Em, Sở Thông tin Truyền thông đã có mức xử phạt và hình thức cảnh cáo đối với cô. Đồng thời, nữ hoa khôi bị nhắc nhở nếu tái phạm sẽ xem xét tình tiết tăng nặng. Ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội. Thời gian qua, Nam Em liên tiếp tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội. Trong các buổi livestream, cô gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ,
không ngại tiết lộ góc khuất showbiz. Những nội dung phát ngôn gây tranh cãi của bà Nguyễn Thị Lệ nam em đã gây ồn ào mạng xã hội và nhiều thông tin tiêu cực trong thời gian qua. Từ các hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam em vì hai vi phạm. Một là có hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Hai là có hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau đó nam em phải gỡ bỏ những bài viết có liên quan để khắc phục hậu quả. Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng khuyến cáo, nam em nếu tái phạm hành vi vi phạm hành chính dù đã được yêu cầu chấm dứt trước đó thì sẽ bị xem xét tình tiết tăng nặng. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định. Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã mời Hoa Khôi ca sĩ nam em làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, trên đường đến Sở Thông tin và Truyền thông, nam em có dấu hiệu sức khỏe không ổn định nên phải nhập viện cấp cứu. Tại buổi làm việc, ông Bùi Hữu Cường, chồng sắp cưới vào là quản lý của Hoa Khôi, ca sĩ nam em, trình bày lý do nam em không thể đến làm việc theo giấy mời. Người này cũng cam kết khi sức khỏe phục hồi, nam em sẽ đến làm việc với các cơ quan chức năng. Tại buổi làm việc, phía Hoa Khôi, ca sĩ nam em cũng cung cấp hồ sơ, thể hiện rõ việc nam em phải cấp cứu tại một bệnh viện tại quận Bình Thạnh. Trước đó, nam em thường xuyên livestream, cung cấp những thông tin gây hoang mang dưới dạng ẩn danh, gợi những chi tiết liên tưởng đến các nghệ sĩ showbiz. Không chỉ thế, nam em từng khiến dư luận phẫn nộ khi có những phát ngôn thiếu chuẩn mực để bênh vực chồng sắp cưới. Việc xử phạt nghiêm nam em chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cá nhân nên cẩn trọng hành vi phát ngôn mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Lùm xùm vừa qua cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp cũng như hình ảnh của nam em trong mắt công chúng. Chồng sắp cưới cho biết nam em bị hủy nhiều show ca nhạc. Hôm ngày 22 tháng 2, nam em có bài viết trên Facebook cá nhân, thừa nhận bản thân đã không đủ bình tĩnh khi ứng xử với khán giả. Có những lời nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội. Đồng thời vào chiều ngày 29 tháng 2, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long đã xác nhận nam em sẽ không còn đồng hành cùng cuộc thi dù đang trong giai đoạn còn đương nhiệm. Lý do được ban tổ chức đưa ra hình ảnh là hình ảnh nam em không còn đúng với tiêu chí và mục tiêu mà cuộc thi mong muốn hướng tới. Cụ thể, phía ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long cho hay, với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhân cách, trí tuệ sắc đẹp, cũng như rèn luyện bản lĩnh, tư duy và tài năng của người phụ nữ Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 nhận thấy đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ nam em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà cuộc thi muốn hướng tới, nên sẽ không đồng hành cùng cuộc thi trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra. Bạn trai đòi lập công ty mới, nói thế nào mà nam em phán ngay đa cấp? Nam em thẳng thắn chê giống đa cấp quá khi bạn trai Hữu Cường đưa ra ý tưởng thành lập công ty. Tối ngày 1 tháng 3, nam em tiếp tục livestream để tâm sự về công việc và cuộc sống. Tuy không lộ mặt, nhưng Hữu Cường, bạn trai nam em vẫn khiến mạng xã hội dậy sóng vì đề cập đến chuyện lập công ty mới. Theo đó, Hữu Cường đề nghị nam em lấy tên cho công ty mới là Công ty Cổ phần Toàn cầu Vũ trụ Xanh. Vừa nghe cái tên, nam em đã nói ngay công ty này tên không sang. Sau đó, nam em đề xuất thay vì lập công ty mới thì cứ vận hành hoạt động công ty giải trí mà trước đây nam em từng thành lập. Theo nam em, thì công ty giải trí của cô hiện vẫn hoạt động và đóng thuế đầy đủ. Em có công ty mà, công ty hoạt động hơi bị ngon, đóng thuế rồi, cứ gõ tên công ty Nữ Hoàng Giải trí NE là ra. Người ta có công ty thành lập từ bao nhiêu năm, tự nhiên không chịu mà đòi lập công ty mới tên Vũ trụ Xanh, nghe cái tên đã thấy đa cấp. Sau đó nam em tiếp tục nhấn mạnh tự đa cấp thêm một lần nữa khi nói chuyện cùng bạn trai. Không đồng ý với đề xuất của nam em, Hữu Cường nhận xét rằng công ty giải trí của nam em sẽ không thể lên được tập đoàn đa lĩnh vực trong tương lai. Câu chuyện về nam em và Hữu Cường liên tục chiếm sóng mạng xã hội những ngày gần đây. Hiện tại, Hữu Cường đang làm quản lý cho nam em. Theo lời Hữu Cường, giá nhận show đi hát của nam em phải từ 100 triệu đồng trở lên, có show còn nhận đến 140 triệu đồng. Riêng khu vực Hải Phòng và miền Bắc thì đã có chút ưu đãi trong giá cả. Hữu Cường tự tin bảo rằng anh từ chối bớt những show diễn mà nam em không đủ sức diễn, đồng thời hạn chế nhận show hát phòng trà vì ít tiền. Chẳng biết các bầu show sau khi nghe Hữu Cường tuyên bố cảm thấy như thế nào, chỉ biết là sau đó ít lâu, nam em bị một đơn vị hủy show trước ngày diễn. Lý do mà phía đối tác đưa ra là vì các nghệ sĩ khác cùng tham gia chương trình không muốn xuất hiện chung với nam em.